Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Jurassic World The Game. Trời ơi, cả tuần đây rồi. Hình như là cũng gần cả tuần rồi Rick chưa có chơi Jurassic World The Game. Không phải là chưa chơi, mình chưa có quay cái video nào của Jurassic World The Game luôn các bạn. Ngày hôm nay trở lại thì Rick sẽ đánh cái trận tournament của con Hybrid. Đó là cái con Chroma Spinus. Đây là cái con hybrid được kết hợp từ cái con Spinosaurus gentoo với lại cái con Baralux, cái con Bara phát sáng đó các bạn. Thì ngày ngày cách đây chắc không phải 2 ngày là Rick đã lên được tới top 1 rồi. Mà bây giờ thì lại tụt xuống top 5% player. Thì tụt xuống top này nhưng mà cũng không có tụt cao lắm. Nên là ngày hôm nay Rick sẽ tiếp tục đánh để lên được lại top 1% và sẽ mở khóa. Ồ, con này hình như Rick mở khóa rồi. Ok nó đi. Ý, sorry các bạn, cái con này là nếu mà đánh tournament là chỉ có nhận được nó thôi chứ không có phải là mở khóa, tại vì nó con là con hybrid, chúng ta chỉ nhận được một con thôi. Bây giờ thì Rick sẽ chọn những con khủng long để đi đánh cái trận đầu tiên trong cái video này cho các bạn xem. Nên chọn con nào đây ta? Đầu tiên thì chắc là nên chọn những cái em vừa vừa phải phải. À, sẵn ở đây có con Spinosaurus gentoo nè. Rick lấy cái con Spinosaurus gentoo ra đánh luôn. Con Edaphosaurus với lại con Drisinosaurus. Cái con Spinosaurus gentoo này kết hợp với hồi nãy Rick có nói kết hợp với con Baralux là sẽ ra được cái con hybrid mà chúng ta đang đánh tournament. Thì tournament này Rick thấy là điểm khá là cao đó các bạn, khá là cao. Rick gần 3.000 cúp rồi, gần 3.000 cái trophy rồi mà vẫn nằm ở cái top 5% thôi. Để chút nữa leo lên lại top 1% thử coi sao, là cái người mà có cái thứ hạng cao nhất trong top 1% là hiện tại là đang là bao nhiêu cái trophy nha các bạn. Rồi chúng ta quay trở lại trận đấu. Rick đang cầm một con Spinosaurus gentoo đấu với con Spinotyrant, nhưng mà có vẻ như là nó không có muốn đánh với Rick, nó thủ 2 điểm. Sao trận này nó lại thủ nhiều vậy ta? À, cũng đúng thôi, tại vì team của Rick là team cắt tinh của nó rồi. Dù sao thì thôi cũng giết luôn cái con Spinotyrant này đi. Biết nổi không? 2.001. Trời ơi, 2.098 còn 96 máu chừa lại chi ba. Rồi nó giết tôi sao ba? Bữa giờ là Rick đang tập trung làm cái game Jurassic World Evolution. Chủ cái game đó làm tốn thời gian lắm luôn các bạn, tốn quá trời thời gian luôn để cho ra một cái video. Có thể là lâu rồi Rick không làm nên là mọi việc, mọi cái thao tác chuẩn bị rồi với lại edit nó cực kỳ lâu. Mà chắc là tương lai sẽ bám sát vào cái game Jurassic World Evolution 2 với lại cái game Jurassic World The Game này. Còn Jurassic World Online là tại sao các bạn thấy mấy ngày nay Rick ra được nhiều video á, là tại vì nó đang có sự kiện thôi, là Rick làm nhiều video của Jurassic World Online. Đây bây giờ là Rick đang điều khiển con Edaphosaurus của mình để đánh cái con Pachyceratops 4 điểm tấn công. Chút nữa là Rick sẽ lấy cái con Trigonosaurus ra quánh cái con chim hybrid của tụi nó kìa, của con Cryolobogania. À, nhìn con này là nhớ tới cái con mà để tạo ra nó, hình như là cái con Cryolo cái gì đó, Cryolophosaurus. Đây chỉ qua được Rhinoceros nha. Rồi
rồi, đâu dám làm gì đâu, chắc thủ 4 điểm thôi. Tình hình sao dám làm gì rít. Ê, nó giỡn mặt các bạn. Thường thường là một là người ta quánh hết 4 điểm, hai là thủ 4 điểm. Còn nãy quánh 2 điểm à. Để làm gì trừ? Để làm gì vậy trừ? Chết mày nè con. Ồ, nhìn cái con Dryzinosaurus này mới nhớ rít. Chắc chuẩn bị sẽ làm một cái video so sánh sức mạnh giữa con Dryzinosaurus với lại cái con Dinocaros, cái con mới vừa ra bên Jurassic World Evolution Show á. Lấy hai con này đấu với nhau. Không phải hai con này đấu với nhau mà lấy hai con này để đấu với những cái con khác để chúng ta kiểm tra sức mạnh của hai con này ha. Vậy chắc là nếu mà các bạn yêu thích cái game Jurassic World Evolution 2 thì nhớ theo dõi và ủng hộ Rick nha. Còn bây giờ thì 3.008 điểm, lên được top 1 của 5% thôi, lên được vị trí số 1 thôi. Nó number 1 của cái top 5% thôi. Chưa lọt vào top 1% người chơi nữa các bạn. À, có khi nào đánh cái mình quay ra cái pack của cái con hybrid luôn không trời? Khả năng mà quay ra được cái pack của con hybrid là chắc là ha. Còn khó hơn chúng với số nữa. Rồi, chúng ta qua trận số 2, hy vọng là đánh xong trận này là Rick sẽ lên được top 1% người chơi. À, hồi nãy là mình lấy cái con Spinosaurus Gen 2 thì bây giờ mình có cái con Para phát sáng nữa các bạn. Với lại cái con Mysia Cantosaurus đi. Với cái góc, tại sao Rick đổi cái góc này? Tại vì Rick muốn giống là thay đổi một chút cho cái channel của mình, cho nó khác khác lạ một chút. Là cái góc này quay được cái chỗ mà Rick treo hai cái nút bạc, một cái nút bạc của Rick với lại một cái nút bạc của vợ Rick, để chứng tỏ cho các bạn biết là Rick cũng được nút bạc chứ bộ. Nhưng mà giờ không ai coi hết trơn á, buồn ghê luôn á. Chắc là tại vì mình chơi quá dở rồi, giết luôn con Alecosaurus này đi. Mày nè. Ý, coi chừng trận này Blue gánh team luôn. Không phải gánh team mà một mình Blue chấp hết đối thủ luôn. Ồ, nó lại có con Hybrid Gym nè các bạn. Hồi nãy team kia cũng có. Chết bạn Blue rồi. Ha ha, được, mày đưa con chim ra thì nó lấy cái con Para phát sáng của tao. Mày hả con, 4.000 mấy hay 4.500 máu á, chết mày nè. Ồ, hồi nãy nếu mà các bạn có thể để ý á, là xếp về cái độ hung dữ á, xếp về cái độ dữ tợn đi, là cái con Para này nó còn xếp cao hơn, nó xếp cao hơn cả cái con Spinosaurus Gen 2 luôn. Spinosaurus Gen 2 thấp hơn một chút. Hình như cái con Para này nó là ở trong phim hoạt hình Capricious đúng không các bạn? Hay là nó trong cái gì ta? Đúng không ta? Có nhớ lộn không? Hình như là vậy á. Rick nhớ là Capricious nó đi vô cái hang động gì đó, rồi nó thấy mấy con Para phát sáng. Wow, 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 wow. Cuối cùng là finally Rick cũng đã lọt vào cái top 1% player, 1% dominator nha các bạn. Ui, có một bạn nè ở vị trí 98, các bạn có thể thấy ngay con chuột của Rick. Một bạn Việt Nam tên là Đặng, được 3.128 trophy. Cố lên Đặng ơi. Đặng mà Đặng này là Đặng nào đây? Có xem video của Rick thì cố lên nha, còn mấy tiếng đồng hồ nhưng mà Đặng đang xếp vị trí này là thuộc hạng đó. Ở đây, trên đây các bạn Mạnh Tân nha. À, chắc là mình đọc đúng tên rồi. Coi còn anh em Việt Nam nè. Trời, vì có vài người à, còn nhiêu boss không? Má ơi, các bạn thấy không? Top 1%,
cái vị trí cao nhất là 6.925 cái trophy. Ồ. Ôi, vậy là nhiều người, rất 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 nhiều người nha các bạn muốn sở hữu cái con hybrid này lắm. Ôi, đánh mệt nghỉ luôn á. Công nhận với các bạn, cái này nói thẳng ra nếu mà không hack mà ngồi mà chơi game nó kiểu này phí thời gian thiệt. Tại rít làm YouTube thì nó rít là còn phải tập trung vào nhiều cái game khác nữa, chứ ngồi mà đánh không mỗi cái game này thôi là đánh què giò què cẳng luôn, mà còn không đủ khủng long để đánh. Mà nếu mà không có hack cheat này kia kia nọ thì các bạn có thể thấy là đâu có đủ cash để có thể đánh được, đúng không? Rồi anh em nào mà chơi chay thì cho rất xin lỗi nha, chứ chịu trận. Nhưng mà rất thấy là đa phần anh em Việt Nam thì hack cho nó nhanh, cho nó gọn lẹ. Rồi chúng ta qua trận tiếp theo là của con Bionic với lại con Velociraptor với lại một con nữa là Diplodocus. Cái team này thấy ổn không ta? Thôi team này nhìn bèo quá, rất sẽ lấy cái con khác đi. Vẫn chọn Bionic nhưng mà sẽ chọn thêm cái con Kencaptor. Rất thích cái con Kencaptor này, để nhìn cái dáng nó cũng khá là đẹp, với lại nó kiểu nó khác khác những con khủng long còn lại. Tabo đi. Tabosaurus. Tabosaurus. Tabosaurus hình như trong mấy cái game của Ludia thì con Tabosaurus này nó xuất hiện đầu tiên là ở bên Jurassic World Alive. Phải không ta? Nhớ là vậy đó, chứ còn ví dụ Jurassic Park Builder cũng không có luôn. Thôi, bỏ qua đi, bây giờ mình tập trung vào trận đấu nè. Con Bionic của Rick đang đối đầu với con Abatosaurus. Level 24, 4.000 mấy máu. Rồi chết mày rồi con mày. Nó có 2 3 điểm nhưng mà nó quánh rít luôn rồi. Đây. 4.000 mấy máu hả? Sao mà đánh lại rít đây? Nundagosaurus. Một con lưỡng cư khắc tinh với lại cái con Bionic của rít, nhưng mà con này còn yếu kém quá. Yếu kém quá, 3 điểm tấn công, 4 điểm luôn. Cho mày luôn 1 điểm luôn. Đó. Chết rồi, như rít chọn team mạnh quá rồi. Chà. Ôi, một con hybrid khủng long ba sừng. Ồ, mà Rick thấy cái con Stegoceratops này cũng khá là đẹp đó các bạn. Công nhận tính ra những con khủng long ba sừng trong game này nó làm đẹp đấy chứ. Rick thấy con này đẹp nè. Cái con hybrid mới nhưng mà chưa có xuất hiện là cái con Spinoceratops á. Cái con nó cũng đẹp luôn. Ấy trời. Vừa nó nói nhanh quá các bạn, đáng lẽ là phải lấy cái con kịch kẹp này đưa cái con kịch kẹp. Họ không biết rít đọc tên của con đó đúng không ta, đưa con đó ra đánh chứ, mình mới gì nói mình thích nó rồi má ơi, không nhúc nhích luôn, lên top phần trăm à. Giờ mới để ý cho các bạn, mình 3.067, mình đánh một trận nữa vẫn chưa lên được thứ hạng số 99. Rồi đến 2 3 trận nữa mới qua được bạn đặng này. Chà, hèn gì. Không nhận cái điểm số trên đây nó chênh lệch nhau nhiều quá các bạn. Lên tới nè nè nè, nó lót thêm nè. Có bạn Ngọc Diện này, chắc là này chắc con gái à. Con gái này chắc. Oh my. Cái người này, cái logo này nè, cái logo này phải không, cái logo thứ hạng số 76 nè,
Hồi nãy Rick trong trận đánh hồi nãy Rick có đánh với cái người có logo này, không lẽ đánh với người này thiệt trời. Ôi ghê vậy sao, hiếm mà gặp được cái người đó có logo trùng hồi nãy mới gì đánh trong cái list này lắm luôn nha. Đánh thêm trận nữa coi, các bạn có thể coi lại cái đoạn hồi nãy là cái người số 76 này có cái logo này là giống đúng không, một gia đình chụp ngồi chụp ở dưới tuyết. Ừ chắc là vậy đó. Rồi chúng ta qua trận số 3 thôi các bạn ơi. Đây trời ơi, thêm hai cái nữa là lăn lăn thêm hai phát nữa là vô ngay cái pack của nó rồi. Tiếp theo chúng ta lấy Indominus đi các bạn ơi, những con khủng long huyền thoại thì chúng ta nên lấy nè, giống như cái con Super Hybrid Monostegotop này nè, con dạng khủng long ba sừng kiểu này trong game này thiết kế đẹp ấy. Rồi chọn thêm con gì đây, Rosiras hả, Rosirasaurus. Hồi lúc trước Rick không biết đọc tên cái con Rosirasaurus này các bạn, mà nghe trong Jurassic World Evolution đó, nó đọc là Rosirasaurus mới biết đọc. Chứ lúc trước Rick đọc cái con này là con Roceratosaurus, nhưng mà nghe ở trong Jurassic World Evolution nó đọc là Rosirasaurus không à. Cái chữ O này nó bỏ luôn à. Ê chết 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 chết. Oh no, quánh ngu rồi. Rồi xong luôn, tiễn con Indominus lên đường các bạn ơi. Chết tôi rồi. Đáng lẽ phải thủ chứ, còn không phải lấy cái con lưỡng cư ra chứ. Trời ơi, lo nói cái con Rosirasaurus này kia kia nọ. Thôi lỡ rồi, lỡ chết con Indominus rồi, buồn dễ sợ. Tiếp theo chúng ta có Equinosaurus. Là cái con này là được kết hợp từ con nào ta? Từ con Equinodon. Ơi, sorry các bạn, hồi nãy rất đọc lộn. Cái con này là Equinosuchus. Nó là kết hợp từ con Equinodon với lại cái con Suchus nào đây không biết. Lâu quá rồi không có chơi game chạy. Lâu quá rồi cũng không nhớ. Nhiều khi những cái con kết hợp đó cũng chả biết đâu. Đây chúng ta có con Tylophosaurus Gentoo. Gentoo là Gentoo. Trời ơi, chết mày rồi con ơi, Gentoo cũng không làm gì được cái con Monostegotop của Rick rồi các bạn ơi. Thấy chưa, Rick nói mà. Đây Rick để dành 8 điểm, Rick hút cho nó một phát cho nó chết bà nó luôn đi. Rồi tại sao phải chết bà nó mà không phải chết nó, hút hút nó là phải chết nó chứ đúng không bạn. Y 6 điểm, trời hơi bị ý y nha các bạn. Nó quánh 6 điểm là nó có thể khả năng thắng. Hồi nãy nó quánh hết 6 điểm là nó giết được cái con Monostegotop của Rick rồi. Kiểu cầm mấy con khủng long mạnh mạnh á, đi đánh á, Rick ỉ y dữ lắm. Kiểu ta đây không thèm sợ mấy con này đâu mà. Nhiều trận mà chơi kiểu đó thua tốn thời gian, nhục lắm. Con này ăn cỏ sao cái răng nó nhọn dữ trời. Con này khủng long ăn cỏ mà game này nó vẽ thiết kế. Đây 3096 vẫn vẫn. Ôi lên được hạng 9. À lên được hạng 99 rồi, lên được hạng 99 rồi. Hạng 100 là 3089. Ok. Sorry bạn Đặng nha. Rick sẽ vượt mặt bạn Đặng này trước khi kết thúc video này. Không mà như vậy có quá đáng không? Như vậy có quá đáng không các bạn? Thôi Rick sẽ không vượt mặt bạn Đặng đâu, tại vì những cái bạn này có thể là cày chay rất là mệt. Nên là Rick chỉ đánh thêm một trận nữa thôi.
chứ để thuộc hạng của mấy bạn đó thì ủ nhiều khi là còn có mấy tiếng đồng hồ để bạn đó unlock. Rồi trận cuối cùng thì Rick sẽ chọn con Scorbius đi. Rồi game bị đứng rồi các bạn ơi. Định đánh trận cuối cùng rồi nghỉ. Mà game bị đứng. Không phải đứng game mà nói gì. Google Play Store has stopped. Why? Trời ơi, khổ chưa các bạn ơi. Muốn đánh thêm trận nữa để kết thúc video. Mà game nó bị hư, phải reset tốn mất 5 phút nữa. Đời mình tốn nhiều thời gian dữ trời. Rồi. Tốn 5 phút vậy mà các bạn ủng hộ Rick thì Rick quá mừng đi. Nhưng mà hy vọng là sẽ có người ủng hộ thiệt. Scorpius Rex, Indoraptor Gentoo với lại con Gigakilocephalus. Đấy. Cái con Giga Kilocephalus này nhìn nhìn bao gọi là bao ngầu luôn các bạn. Ủa nhìn cái con Giga này nè các bạn. What? Cái gì vậy trời? Các bạn thấy Rick Xui chưa? YouTuber xui nhất hành tinh. Xui một cái nữa các bạn, xui thêm một cái nữa nè. Là game nó thoát ra mà nó tính là mấy con này của mình đánh hết trơn rồi. Game chơi kiểu này là chết người ta. May là tôi hack nha game. May là tôi hack nha Ludia, những người mà không hack là lỡ mà nó mất kết nối cái vô lại cái mấy con này. Mấy con nãy giờ chọn cái bị chọn hết rồi, mất hết một lượt đánh của người ta rồi sao? Rồi. Hồi nãy mình định so sánh cái con Gigakilocephalus này nè với lại cái con Amomata mà tự nhiên game nó bị hư đó nên không so sánh được. Nhưng mà hai con đó các bạn nhớ con nào mạnh hơn không, con nào nhiều giáp nhiều đam hơn? Chắc cái con Amomata con nãy á, thì sẽ lấy hai con. Nhưng mà nhìn hai con thì cảm giác cái con Giga này sẽ chắc ăn hơn, nhìn nó chắc hơn cái con Amumata, nhưng mà lại Amumata lại nhiều đam hơn, ở lộn nhiều máu nhiều đam hơn. Mày đổi hả? Mày đổi thì tao đổi tiếp. Mày đổi thì tao đổi qua Scorpios. Đó. Sợ gì mày cái con Indominus kia level 30. Một hit trời, cái tội không chịu thủ, tội không thủ. Ba 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 mà nó cũng không quánh luôn, giết mày luôn trời, thủ 3 điểm thiệt luôn hả? Ôi ê, giỡn mặt hả thằng kia, đem ta là làm trò đùa à? Nè bây giờ là thủ 3 điểm nữa mới ghê nè, bây giờ tao quánh 4 điểm luôn nè, mày thủ 3 điểm nữa mới ghê nè, thấy chưa, làm gì dám thủ 3 điểm nữa. Này Rick sẽ lấy cái con Gigakilocephalus của Rick ra đấu với con Gigakilocephalus của đối thủ. Đúng á, đấu gì nó chứ, để giành đủ điểm là chút đợp nó 8 điểm luôn cho nó kết thúc trận đấu này luôn. No no no, 8 điểm mới giết mình trước. No full attack à, chỗ nó trêu rất các bạn, nó không quánh 8 điểm
mà nó quánh 7 điểm thôi. Nó quánh 7 điểm thôi. Nó quánh 7 điểm nên nó kêu rít. Nó kêu tao đâu cần quánh tới 8 điểm, 7 điểm là mày chết bà mày rồi. Rít ơi. Nhục chưa các bạn? Bị con level 13 đợp cho chết. Thôi tiễn mày lên đường luôn đi. Quánh hết 8 điểm cho rồi cho nó thú vị. Ai biểu sỉ nhục tôi làm chi? Chừa lại 1 điểm rồi cũng chết. Rồi, hai hô các bạn ơi. Bây giờ thì Rick xin kết thúc video của Rick tại đây. Trong video này Rick đã đấu được vài trận trong cái tournament của cái con Comas Venus. Cái con đọc là Comas Venus hả ta? Đó, như lời hứa của Rick thì Rick không vượt mặt bạn Đăng, để cho bạn Đăng cũng cao hơn Rick được một chút. Cái con Hybrid đó tên gì ta? Đọc sao mới đúng? Kai biết đọc cái tên con này không? Chromas Venus à? Hay là Chroma Spinus? Anh em nào mà có coi YouTuber nước ngoài coi nó đọc cái con này như thế nào thì nhớ comment ở dưới video cho Rick biết nha. Rick đọc nó, hồi lúc trước Rick đọc nó là Cro cái con. Còn lúc trước đọc làm sao tự nhiên giờ cũng quên luôn rồi các bạn. Thôi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Rick. Giờ thì Rick xin kết thúc video của mình tại đây. Nếu mà các bạn nào thấy video của Rick hay thì nhớ cho Rick một like và share video nha. Và đừng quên ủng hộ kênh của Rick bằng cách là nhấn cái nút subscribe và nút chuông kế bên, để khi Rick upload lên những video mới nó sẽ thông báo ngay cho các bạn biết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.